Bạn thân mến, nhìn thấy hình ảnh cây mồng tơi thì không còn lạ gì đối với người dân Việt chúng ta nữa đúng không ạ? Mồng tơi thì không chỉ là một món ăn mà còn có rất nhiều tác dụng trong việc chữa bệnh. Nhưng tuy nhiên thì theo những bác sĩ đông y thì một số người không nên ăn mồng tơi, bởi vì việc ăn mồng tơi có thể dẫn đến tình trạng bệnh của bạn có thể nặng hơn hoặc gặp nguy hiểm. Vậy ăn mồng tơi có tốt không? Nhưng ai không nên ăn rau mùng tơi và những sai lầm nguy hiểm khi ăn rau mùng tơi như thế nào? Thì ngày hôm nay hãy cùng với mẹ Bảo Hân chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Danh sách người đầu tiên không nên ăn rau mùng tơi đó là những người đang bị tiêu chảy, đại tiện nọc. Trong dân gian thì người ta thường dùng rau mùng tơi làm một loại ăn rau ăn cho nó mát và thêm tân dịch khỏi khô háo và chống táo bón. Rau mùng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng chính vì đặc tính này mà người đang bị bệnh tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mùng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh của bạn càng ngày càng trầm trọng hơn. Người thứ hai chúng ta không nên ăn mùng tơi đó là người bị bệnh sỏi thận. Bởi vì trong mồng tơi chứa rất nhiều purin, hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Và các axit oxalic trong rau mồng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển. Khá là nguy hiểm đúng không các bạn? Vậy cho nên những người mà bị bệnh sỏi thận thì chúng ta nên lưu ý và chúng ta tránh không nên ăn rau mồng tơi nhé. Và một người nữa mà chúng ta nên tránh ăn rau mùng tơi đó là những người mà vừa mới đi lấy cao răng về. Bởi vì rau mùng tơi dễ tạo ra các mảng gỗ bám trên răng do các axit oxalic trong rau mùng tơi không hòa tan vào trong nước. Do đó, những người mới lấy cao răng thì nên kiêng rau mùng tơi từ 1 đến 2 tuần rồi chúng ta mới quay trở lại chúng ta ăn rau mùng tơi nhé. Có những cái lưu ý nó rất là nhỏ mà có thể khi đi bạn đi lấy cao răng thì các bác sĩ chưa chắc người ta đã nhắc bạn đâu, đúng không nào? Và ngày hôm nay khi cùng với mẹ Bảo Hân đi tìm hiểu về những ai không nên ăn rau mùng tơi thì chúng ta hãy cùng cho mẹ Bảo Hân một vài giây dành cho quảng cáo cho những sản phẩm của mẹ Bảo Hân.com. Tất cả những video của mẹ Bảo Hân, ngoài việc chia sẻ kiến thức đến với các bạn, thì mẹ Bảo Hân sẽ còn chia sẻ đến các bạn chính những sản phẩm mà mẹ Bảo Hân đang cung cấp ra thị trường. Đó là những cái sản phẩm như sau. Đầu tiên đó là trà hoa cúc, kim cúc, sấy điện lạnh. Thứ hai đó là câu kỳ tử. Một loại kỳ tử loại 1 bạn có thể ăn sống ngay chưa khi chưa chế biến. Thứ ba đó là táo đỏ Tân Cương loại 1. Và thứ tư đó là cam vinh sấy lạnh. Ngoài ra thì còn một số sản phẩm khác trên mẹbảohân.com, các bạn có thể truy cập vào trang web mẹbảohân.com hoặc qua số điện thoại 0977 659 472 để có thể mua được sản phẩm tại mẹbảohân.com nhé. Và sau đây chúng ta sẽ quay trở lại với công dụng của cái cây rau mùng tơi. Thì ngoài ba cái trường hợp trên thì chúng ta sẽ còn một số trường hợp nữa mà chúng ta không nên ăn dùng rau mùng tơi. Đó là những người bị đau dạ dày. Bởi vì trong rau mùng tơi thì chứa hàm lượng cao các chất xơ. Một chén rau mùng tơi nấu chín thì có chứa khoảng 6 gram chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu như ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến cho dạ dày của bạn khó chịu. Vậy cho nên những người mà bị đau dạ dày chúng ta không nên ăn quá nhiều rau mùng tơi nhé. Bởi vì cũng chính vì đặc tính này của rau mùng tơi lên người những người bị tỳ vị hư hàn lạnh bụng như ỉa chảy đại tiện nên hạn chế và sử dụng. Và nếu sử dụng thì cũng sử dụng trong cái số lượng rất ít thôi để tình trạng bệnh của bạn sẽ không bị kéo dài. Và một số những lưu ý bạn cần phải nhớ khi ăn rau mùng tơi đó là mặc dù mùng tơi thì có rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng không nên lạm dụng. Bởi vì lạm dụng cái loại rau này thì có thể gây ra những cái tác dụng như sau, như là hấp thu kém,
Ăn quá nhiều rau mùng tơi khiến cho cơ thể hấp thụ kém vì chứa một hàm lượng axit oxalic cao. Đây là một loại chất hóa học có khả năng liên kết với canxi và sắt, khiến cho cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Do đó, khi ăn mùng tơi thì nên ăn kèm các loại thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, cà chua và khế. Và một điều đặc biệt đó là bạn hãy chọn rau mùng tơi an toàn. Rau mùng tơi an toàn là rau như thế nào? Đó là những loại rau có màu xanh, hơi vàng nhé. Các bạn nhìn, ở đây mình đang mua được một mớ rau mùng tơi khá là sạch. Người ta trồng trồng như orix, trồng rất là hữu cơ. Thì các bạn có thể nhìn thấy nó xanh nhưng có một cái hanh hanh vàng, chứ không phải là xanh mướt nhé các bạn nhé. Xanh mướt, xanh đậm, đó là những cái xanh đậm mà phun hóa chất. Qua cái video thì mình không không hình dung rõ được cho các bạn, phân biệt được cho các bạn rõ. Thế nhưng các bạn có nhìn thấy cái màu hơi hanh vàng ở trên cái lá mùng tơi này đúng không ạ? Và chúng ta nên chọn những loại lá có phiến ngắn, dày, phát triển cân đối với phần thân. Thân rau thì giòn, rắn chắc, không quá bóng mượt như các cây rau đã được phun thuốc kích thích tăng trưởng. Và một điều khá là đặc biệt đó là các bạn đừng bao giờ kết hợp rau mùng tơi với thịt bò. Mẹ của Hân thì đã từng có lần ăn rau mùng tơi xào với thịt bò rồi, và ăn ở trong nhà hàng luôn các bạn ạ. Thế nhưng mà có lẽ là cái điều này nếu như một người biết thì người ta sẽ không ăn. Bởi vì là nếu như bạn ăn như vậy thì sẽ mất đi tính nhuận tràng, tiêu hóa kém hơn. Và những người bị táo bón nếu kết hợp hai thực phẩm này với nhau sẽ khiến cho bệnh thêm trầm trọng các bạn nhé. Và một điều đặc biệt nữa đấy là rau mùng tơi thì các bạn chế biến xong các bạn phải ăn ngay và không để thừa lại. Bởi vì khi các bạn không ăn ngay, các bạn để lại sang ngày hôm sau chẳng hạn, hoặc sang bữa sau thì nguy cơ bị ngộ độc rất là cao. Và rau mùng tơi chính là một trong những cái loại rau mà sẽ gây ra vàng ố răng. Bởi vì chất nhầy ở rau mùng tơi khi ăn quá nhiều sẽ hình thành mảng bám, cáu lại ở răng vì không hòa tan ở trong nước. Từ đó răng bạn sẽ đen và vàng. Vậy cho nên là gia đình mình mỗi khi mà ăn rau mùng tơi thì mình rất hay nhắc bé Bảo Hân là khi ăn rau mùng tơi xong thì con phải nhớ là sau bữa ăn chỉ khoảng 30 phút thôi là con phải đánh răng sạch sẽ ngay. Đó là một số những cái lưu ý mà chúng ta cần phải lưu ý khi ăn rau mùng tơi. Một cái loại rau mà mẹ Bảo Hân nghĩ là hầu như nhà nào cũng có, cũng đã ăn rồi, đúng không nào? Và chúng ta cần có thêm một chút kinh nghiệm cho các bà, các mẹ đi chợ, là chúng ta cũng không nên ngày nào cũng ăn rau mùng tơi các bạn nhé. Nó sẽ không tốt cho gia đình mình, và đặc biệt không nên kết hợp rau mùng tơi với thịt bò. Và khi trong gia đình có những người có biểu hiện đau bụng đi ngoài rồi các bệnh lị thì chúng ta không nên sử dụng rau mùng tơi, sẽ khiến cho những cái bệnh đó nó sẽ càng tăng lên hơn. Đó là một số lưu ý. Và video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến đây. Hẹn gặp lại ở các bạn ở những video tiếp theo. Hãy ủng hộ cho mẹ Bảo Hân bằng cách nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mẹ Bảo Hân nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.